Vâng, em chính xin chào tất cả các bác nhé. Thì sau đây em giới thiệu các bác một cặp loa JBL4411 Catron Monitor. Đây là dòng loa kiếm âm monitor được phát triển từ cặp loa JBL L112. Nó sẽ mang cấu hình lớn hơn và công suất lớn hơn so với cặp 12, nên các bác nghe ở cường độ lớn hoặc là đánh nhạc mạnh thì 4411 trải nghiệm rất là tốt nha. Dòng Catron Monitor, hai bi tinh chỉnh phía trước mà một lỗ thông hơi. Đây các bác thấy rất là đẹp nha. Căn nó là căn màu xanh. Cặp này giá hiện tại rất là tốt các bác, 27.500.000. Nó bằng phân khúc với cặp loa 4312 MK2. Đây các bác thấy độ mới đó nha. Giá trên là đã bao gồm phí ship rồi nha các bác. Bác nào chuyển khoản đủ thì em bớt 300.000, còn 27.200.000. Loa đẹp gọi là kiến công luôn nha, không điểm trừ luôn nha các bác. Đợt này về giá tốt cho đợt trước nó tới 28.500 nha các bác. Nên là đợt này là giá rất là tốt, bác nào mình đang cần ở phân khúc này thì mình có thể lựa chọn. Thay vì 4312 MK2 thì mình chọn cặp này nó sẽ ngon hơn. $27.500.000 nha các bác. Đẹp long lanh cành đào luôn nha. Dòng này thì các bác phải xem cấu hình của nó. Tí nữa em cho mời các bác cùng xem luôn nha. Thường thường em quay loa mic khi mở cấu hình bên trong. Tại vì cái cặp này đặt nó đặc biệt lắm. Cái phân tầng nó rất là khiếp. Tại vì nó là dòng monitor phát triển từ L12 ở phía sau rồi. Rồi mở kênh rồi để em mời các bác cùng xem luôn. Cái bộ phân tầng của con 4411 á, nó thiết kế cũng như là hãng nghiên cứu và làm rất là gấu. Vâng, và đây là hình thức bên ngoài của em. Nó là loa đối xứng nha. Thì cấu hình loa thì nó y chang L12 các bác, 30 một mic một chép loa tuyển, nên là rất là đẹp nha các bác. Bác nào mà khó tính nhất cũng không thể nào mà mình chê được, tại vì rất là đẹp. Nhưng loa bài em tuyển kỹ lắm. Đây các bác thấy loa chép này, loa mic này, loa bass này. Đấy. Đây các bác thấy chưa? Đẹp mỹ miều nha. Các bác nào muốn tăng mic chép thì mình tăng trên này. Rồi, thì giờ em sẽ mở một cái ra đây các bác cùng xem. Loa bên em là bảo hành nguyên zin, loa chắc bãi về. Các bác sẽ thấy được cái độ đẹp của loa chắc bãi nha. Đấy. 27.500.000 bao gồm phí ship, chuyển khoản đủ em bớt 300.000. Rồi sau đây mời em tháo một cái bát ra để các bác cùng xem bên trong phân tầng nó thôi, chứ còn loa là nguyên zin hết nha. Vâng, đây là bên trong này các bác. Xem loa này thì mình xem phân tầng là nhìn rất là phê. Đây các bác thấy bộ phân tầng, các tầng và hệ thống kiểm âm của loa. Đấy. Có hai cái tầng phô lớn và hai tầng phô nhỏ và những con tụ Mexico. Đấy. Là dòng loa kiểm âm em thấy phân tầng lớn nhất. Trên những linh kiện đều có in Mexico nha các bác. Đây là những cái băng tiêu âm, đây là loa mic, loa chép. Bác nào có yêu thích cặp 4411 monitor này cực đẹp này thì alo cho em nha. Giá 27.500.000 bao gồm phí ship. Vâng, em xin chào tất cả các bác ngoài miền Tổ quốc. Đây là cặp loa L112 mới cập bến trong sáng nay. Rất là đẹp nha các bác. Các bác sẽ thấy được tiếng loa bên trong này. Đấy. Bass 30 này, một mic, một chép dom. Cặp này thì giá 32.000.000 đã bao gồm phí ship, cũng như bằng giá cặp trước. Cặp trước thì em lên sóng cách đây cũng mấy ngày á, thì cũng có hai ba người hỏi, nhưng mà một bác đã ở Sài Gòn đã chốt và chuyển khoản rất đẹp rồi. Và chắc bữa nay các bác cũng đã nhận được hàng rồi, và tiếp tục em về thêm một cặp đẹp long lanh luôn. Bác nào lấy thì alo cho em. L12 thì chất âm tuyệt vời rồi. Nó với L100 Canturi thì nó ngang sánh ngang với nhau, nhưng mà tại vì độ chuẩn cũng như là phe ông trào thì Canturi nó được đẩy giá cao hơn, vì trước đây thì hai con này đồng giá với nhau nha các bác. L12 thì phù hợp với các bác nghe thích tiếng bass hơn. Tiếng bass nó mạnh, nó chắc, nó là găng mút nên tiếng bass nó chắc khỏe lắm các bác. Chơi đa thể loại nhạc, nghe nhạc vàng, nhạc bolero, kể cả nhạc no top, nhạc đen em nó đánh rất là tốt. Nên là L12 phù hợp với các bác thích tiếng bass chắc. Còn giá trên thì y chang nhau, giá trên của L12 và L100 Canturi chéo hàng thì y chang nhau.
theo em nghe và cũng đã trải nghiệm thì đó, chỉ khác nhau tiếng bass. Tiếng bass của lần trong category thì nó mềm mại nhẹ nhàng, còn tiếng bass của L12 thì ôi rồi, rất là phê nha các bác. 32 triệu đã bao gồm phí ship. Đây, loa đẹp xuất sắc các nha các bác. Đây là feature e-can của nó. E-can của nó được lồi ra như những dòng L65 hoặc là L65 Dubai. Em sẽ quay thùng quách trước, bác nào yêu thích thì cứ alo cho em nha. Qua hai số điện thoại trên thì hiện shop chỉ có một cặp này thôi. Giá đã bao gồm phí ship, chuyển khoản đủ thì em bớt vài trăm ngàn nha. Đây, thờ cạnh của em nói nha các bác. Các bác có thể xem một tổng quan rồi đó. Trong một loa bên em tuyển là phải vuông thành sắc cạnh. Tối nay thì cái gì nó còn lại thì em sẽ quay cho các bác cùng xem xem. Thì vừa rồi cũng hai con rề cũng đã bán rồi các bác. Có hai bác chốt rồi. Với con đẩy này không biết chút tí nữa bác nào chốt thì em sẽ quay xem. Đây là cạnh phía bên phải này. Phải, phải đẹp chưa? Ok. Phía sau là có hai trạm loa nha các bác, hai trạm loa. Đỏ đen thôi. Có thấy vuông thành sắc cạnh không? Đẹp mộc mạc luôn nha. Đấy. Vuông thành sắc cạnh hết nha các bác. Rồi em mở e-can để các bác cùng xem luôn tiếng loa. Hai số điện thoại này đều có Zalo nha các bác. Các bác có thể kết bạn Zalo qua hai số điện thoại này. Kết bạn qua số 770227 đó. Số đó kết bạn được. Số kia bạn đông nên kết bạn nó hơi khó nha các bác. Rồi. Vâng, và đây là độ đẹp cũng như là hình thức khi tháo cái kênh của em nó. Các bác mời các bác xem tiếng loa, nó sử dụng gông mút nha các bác, gông rất đẹp nha. Hãy mời các bác xem này, lo mic này, lo chép, nó sử dụng chép dom nha, chép dom có hai vi tinh tịnh phía trước này. Đấy, thấy nét chưa, từ cái lỗ này bát này. Quá đẹp nha các bác, lo mic, lo chép, hai vi tinh chỉnh, cầm này đúng cặp luôn nha các bác. 44195 46195, đây 159196. Mà đẹp và rất là nét nha, mời các bác cùng xem. Tiếng lò rất là đẹp. Nhìn cái họng này các bác. Độ nét của họng này. Đấy. Rồi, video đến đây là kết thúc. Bác nào có nhu cầu về nhà hứng cặp loa L12 để nghe nhạc và nghe đa thể loại nhạc và tiếng bass chắc khỏe thì lựa chọn cặp 112. Dễ ghép, tiếng hay,